Thưa quý vị, với chủ đề Du lịch biển đảo, thế mạnh của du lịch Việt Nam, Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng 2022, VITMBR Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Công tác chuẩn bị đang được các bên khẩn trương thực hiện. Hiện có khoảng hơn 300 gian hàng của các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đã đăng ký tham gia hội chợ. Là tham gia cái hội chợ VITM sắp tới để chúng tôi có thể quảng bá được cái sản phẩm của khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, các cái gói khuyến mại đến với khách hàng, đồng thời cũng quảng bá cái dịch vụ sản phẩm của ba khách sạn tại Đà Nẵng. Đối với lại cộng đồng du lịch riêng ở Đà Nẵng thì đây cũng là một cái cơ hội để kết nối, giao lưu, quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch của Đà Nẵng ra với bạn bè quốc tế. Đối với Hòa Bình cũng như vậy, thì công ty chúng tôi cũng đã rất là kỳ vọng nhiều vào cái sự kiện này để có thể khai thác và kết nối được nhiều hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho hội chợ cơ bản đã hoàn tất, trong đó không chỉ đầu tư các gian hàng cùng hơn 300 sản phẩm du lịch kích cầu khuyến mãi với hơn 1.000 voucher quà tặng hấp dẫn cho khách. Ban tổ chức còn chú trọng các sự kiện bên lề như các hội thảo chuyên đề về du lịch biển đảo Việt Nam, thời cơ, thách thức và giải pháp hay chuyển đổi số trong du lịch, cũng như mời các người mua trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng cũng được đẩy mạnh. Chúng ta đã mời được đến đây 165 người mua nước ngoài. Thì có thể nói là chưa bao giờ cái hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam đã tổ chức mà mời được một số lượng bay ở nước ngoài lớn như vậy. Nó chứng tỏ sức hút của điểm đến cũng như là cái hiệu quả hội chợ chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời đến đây khoảng gần 300 người mua trong nước, tức là các đơn vị lữ hành lớn của cả nước. Dự kiến với trên 350 gian hàng đến từ 40 tỉnh, thành phố và 6 quốc gia, cùng 100 công ty lữ hành quốc tế từ Anh, Pháp, Đức, Italy, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN và thu hút khoảng 30.000 người quan tâm. Hội chợ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống doanh nghiệp du lịch cả nước triển khai mạnh mẽ các hoạt động cụ thể để phục hồi và phát triển du lịch quốc tế. Và đây là lần đầu tiên hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức tại thành phố, kỳ vọng sẽ giới thiệu điểm đến Đà Nẵng với các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước. Sự kiện du lịch lớn nhất mà chúng ta có thể trao đổi, tìm hiểu, bàn bạc để đưa ra cái định hướng lớn cho du lịch Đà Nẵng. Chúng ta giới thiệu được tiềm năng của chúng ta đưa được rất nhiều đối tác về đây. Chúng ta mở rộng các mối quan hệ cho hệ thống dịch vụ, cho các đơn vị lữ hành. Có thể nói đây là một trong những cơ hội lớn nhất cho cộng đồng kinh doanh du lịch thành phố, cho điểm đến trong việc chúng ta quảng bá, quảng cáo và thu hút thêm nhiều nguồn khách nằm trong cái tiến trình tái cấu trúc nguồn khách của chúng ta. Ngoài ra, tại hội chợ với chủ đề phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch miền Trung, ban tổ chức hội chợ cũng mong muốn đón thêm nhiều khách hàng Đà Nẵng cũng như du khách ở Quảng Nam và các địa phương lân cận đến tham quan, tìm hiểu hay mua bán sản phẩm tại hội chợ.